Cách làm video hoạt hình bằng Canva cực kỳ đơn giản cho người mới bắt đầu. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh học lỏm Canva của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm cái video hoạt hình bằng Canva cực kỳ đơn giản như thế này nha. Nếu video của mình hữu ích với bạn, đừng quên đăng ký kênh của mình và để lại cho mình một bình luận phía dưới để mình biết nhé. Ok, đầu tiên các bạn sẽ vào Canva và click vào cái phần video như thế này cho mình nha. Khung cảnh của hoạt hình là ở trong rừng ấy, cho nên là mình sẽ vào Elements này và gõ từ khóa là Forest. Ở đây các bạn sẽ chọn vào phần Graphics để chọn được nhiều hình hơn nha. Thì ví dụ như là mình sẽ chọn luôn cái hình này đi. Chọn xong cái hình này thì các bạn sẽ click chuột phải này, chọn vào Set Image as Background. Thì như vậy là cái hình này nó sẽ dàn ra thành một cái hình nền như thế này cho mình. Các bạn làm hoạt hình như thế nào thì các bạn cứ tìm cái phần Background, tức là phần hình nền ấy, và các cái nhân vật đây nha. Bạn nào đang sử dụng cái phần bản mà nó dịch sang cái ngôn ngữ tiếng Việt ấy thì các bạn cứ ghi tiếng Việt vào đây. Còn đây mình sử dụng cái ngôn ngữ tiếng Anh nên là mình sẽ lựa chọn là dùng các cái từ khóa tiếng Anh. Thì là mình thấy cái phần từ khóa tiếng Anh nó sẽ ra được nhiều hình rất là đẹp. Các bạn có thể tìm kiếm những cái từ khóa tiếng Anh hoặc là từ khóa tiếng Việt cho cái phần mục mà mình đang làm nha. Thì sau khi các bạn chọn xong nhân vật ấy, nó sẽ hiện ra một cái phần Magic Recommendations ở đây. Các bạn có thể ấn vào cái phần CO ở đây để xem những cái hình mà nó tương đồng với những cái hình mà các bạn vừa chọn. Vì cái phần kịch bản của mình là nằm ở bên trong cái khu rừng ấy, cho nên là mình sẽ gõ thêm một cái từ khóa nữa là Brush. Mục đích là để khi mình tạo cái chuyển động cho nhân vật ấy thì các bạn ấy sẽ chạy qua cái phần lùm cây như thế này thì trông nó sẽ tự nhiên hơn một chút. Đó thì các bạn có thể tham khảo, và hoặc là cái này nó cũng phụ thuộc vào cái phần kịch bản của các bạn là gì. Sau khi có nhân vật và cảnh rồi thì các bạn sẽ kéo dài như thế này để tạo ra thêm cái phần thời gian cho cái video hoạt hình của mình. Ở đây thì mình có hai cái chuyển động của thỏ ấy, cho nên là mình sẽ click vào cái bạn thỏ này và nhấn vào Command D hoặc Control D để nhân bản sang được một bạn thỏ khác. Ở đây thì một cái bạn thỏ mình sẽ để cho các bạn ấy quay ngược lại nhau. Tức là cái bạn thỏ này mình ấn vào Flip này, chọn vào Flip Horizontal để nó quay sang bên trái như này. Còn một bạn thỏ khác thì để sang bên phải. Nhưng mà đầu tiên thì sẽ cần cái bạn thỏ bên trái này trước. Đó, thế nên là các bạn cứ xếp hết các cái nhân vật ra đây trước rồi mình sẽ tạo cái thời gian, sau đó thì mình sẽ ghép lại là ok. Bắt đầu với cái bạn thỏ này thì mình sẽ vào Animation và chọn vào cái phần con ong như thế này. Các bạn sẽ vẽ cái đường để di chuyển cho cái bạn thỏ đấy nha. Thì ví dụ như là mình sẽ để cho bạn thỏ này chạy sang bên trái như thế này chẳng hạn. Ở đây các bạn cũng có thể điều chỉnh cái thời gian của cái bạn thỏ này bằng cách là ấn vào cái nút Speed nha. Tiếp tục đối với phần hươu này thì mình sẽ để cho bạn hươu ở bên trái này và dần dần chạy sang bên phải. Cho nên mình cũng sẽ click vào hươu này, chọn vào Animation và chọn vào cái phần con ong như này. Kéo ra một chút ra sang bên phải như thế này. Đó, và các bạn cũng có thể điều chỉnh cái speed là tốc độ đây được nha. Tiếp theo đây thì các bạn sẽ điều chỉnh cái thời gian xuất hiện của các cái nhân vật bằng cách click vào cái phần 3 chấm này, chọn vào Show Timing. Ở đây thì các bạn sẽ kéo điều chỉnh để sao cho nhân vật sẽ được xuất hiện vào cái khoảng thời gian nào mà các bạn muốn. Đó, tức là nhân vật nào xuất hiện trước nhân vật nào xuất hiện sau nhân vật nào thì các bạn có thể điều chỉnh ở đây. Khâu này thì các bạn sẽ cần phải kiên nhẫn một chút nha. Thì các bạn cứ kéo đến khi nào mà các bạn cần là nhân vật nào xuất hiện trước ấy, thì các bạn sẽ để cho các nhân vật đấy show cái phần timing ấy, tức là phần thời gian trước đấy. Còn nếu như các bạn mà không muốn nhân vật xuất hiện ở một cái thời gian nào đấy ấy, thì các bạn sẽ cắt đi cái phần thời gian xuất hiện của cái nhân vật đấy là được. Ví dụ như trong đây thì thời gian của cái thỏ này ấy, mình chỉ cần 3,4 giây thôi chẳng hạn, là ở cái phần đầu ấy thì mình sẽ kéo một chút ra là được. Còn cái phần thỏ này thì mình sẽ lại muốn nó xuất hiện ở phía bên đằng sau ấy, tức là sau khi cái bạn thỏ bên phải chạy sang bên trái thì mình sẽ định hiện là bạn thỏ bạn đứng lên. Đó thì các bạn lưu ý là cần phải chọn nhân vật sao cho nó đồng nhất nha. Thì trông như vậy nó sẽ kiểu hợp lý hơn. Để trông cho nó đỡ bị giả chân ấy thì mình sẽ vào cái phần Animate ở đây. Sau đó thì mình sẽ chọn thêm một cái hiệu ứng cho bạn thỏ này bằng cách là click vào cái phần Fade này chẳng hạn. Phần Fade này thì các bạn có thể điều chỉnh cái Speed, tức là tốc độ ở đây. Thì tức là cái phần mà các bạn muốn xuất hiện của nhân vật ra như thế nào. Thì mình nghĩ là nó hiện từ từ là được. Nên mình sẽ chỉnh cái phần Speed, tức là phần tốc độ cho nó chậm hơn một chút. Ở đây khi mà cần phải xuất hiện lời thoại nhân vật ấy thì mình sẽ lại vào Elements và có cái từ khóa là Talk. Thì các bạn có thể là có cái phần lời thoại này hoặc là các bạn sẽ lồng tiếng luôn vào trong đây cũng được nha. Thì ở đây ví dụ như là mình sẽ để một cái phần truyện tranh ấy, cho nên là mình sẽ bấm phím tắt là T tiếp này và ghi chữ ở đây. Ví dụ là mình ghi là chào anh Hưu chẳng hạn. Sau đấy thì mình có thể là ấn một chữ A này và đổi màu cho chữ, rồi chọn vào cái phần này để đổi cái phông chữ như bình thường. Đó, sau khi mà chọn xong thì các bạn sẽ kéo vào đây. Ở đây các bạn lưu ý là mình sẽ kéo thả để mình chọn cả hai cái phần này, sau đó ấn group để nhóm hai cái phần này lại với nhau, tức là cái phần bong bóng ấy và cái phần chữ này mình muốn nó xuất hiện cùng nhau. Tiếp theo thì mình sẽ lại điều chỉnh thời gian xuất hiện cái phần khung chữ này chẳng hạn. Thì đó, sau khi mà các bạn ấy chạy đến thì bạn thỏ chào hỏi trước, sau đó thì đến bạn hươu. Đó thì các bạn có thể là ấn tiếp vào phần animate để chọn vào phần fade.
Mình thấy cái hiệu ứng mà xuất hiện dần dần ấy thì nó cũng khá là ok. Còn nếu như các bạn nào mà muốn chọn cái hiệu ứng khác ấy thì các bạn có thể chọn đây nha, tại vì nó có rất là nhiều cái hiệu ứng. Với lời thoại của bạn Hưu thì mình cũng sẽ làm tương tự, mình cũng sẽ chọn một cái phần bong bóng mà mình vừa chọn rồi, ấn vào flip này, chọn flip horizontal để nó quay sang bên trái. Ở đây thì mình sẽ căn để sao cho mà bạn thỏ bạn ấy chào hỏi xong ấy thì anh Hưu cũng sẽ chào hỏi lại nha. Đó thì các bạn sẽ làm mất cái phần mà thời gian xuất hiện trước đấy của cái câu mà chào cô thỏ chẳng hạn. Nói chung là các bạn cứ căn thời gian xuất hiện của các cái phần mà các bạn muốn xuất hiện ấy thì các bạn sẽ tạo ra được một cái video rất là hoàn chỉnh. Sau khi các bạn làm xong một đoạn rồi thì các bạn nhớ click cái phần play ở đây ấy để xem lại, check lại xem là nó đã có mượt hay chưa, nó có bị lỗi ở đâu không. Nếu mà lỗi ở đâu ấy thì các bạn sẽ lại chỉnh sửa cái phần xuất hiện của những cái sự vật ở bên trong cái phần video này thôi. Thì nói chung cái phần này ấy các bạn cứ kiên trì là làm được nha. Bây giờ thì mình sẽ muốn làm cái lùm hoa này nó hơi rung rinh một chút đi. Thì mình sẽ ấn vào phần Animate và chọn vào cái phần con ong như thế này. Tiếp theo thì các bạn cứ di chuyển nhẹ nhẹ một chút ở đây để tạo cái phần chuyển động cho cái lùm cây. Kiểu là mình muốn là trong cái bụi hoa này nó có xuất hiện một cái thứ gì đó. Thì nên là mình sẽ làm nó rung rinh như thế này. Sau đó thì mình sẽ làm cho bạn cáo xuất hiện ở trong cái phần bụi hoa nha. Đó thì đầu tiên các bạn cũng sẽ điều chỉnh cho cái phần show timing của cái bụi hoa này. Thì nếu như các bạn muốn nó xuất hiện từ cái khoảng thời gian nào ấy thì các bạn cứ căn ở cái khoảng thời gian đấy. Tiếp theo là đến cái bạn cáo này chẳng hạn. Mình muốn là cáo sau khi mà rung rinh cái phần hoa kia thì cáo sẽ chùi lên một chút. Đó, kiểu dạng như xuất hiện ở cái phần bụi hoa này. Thế nên là các bạn cũng sẽ làm cái hiệu ứng cho bạn cáo như bình thường. Rồi sau khi mà thấy bạn cáo bạn ấy kiểu ngoi lên như này ấy, thì bạn thỏ sẽ quay sang bên phải như thế này. Thì mình sẽ lại chọn cái hiệu ứng cho bạn thỏ và tiếp tục là mình sẽ lại căn thời gian xuất hiện thôi. Nói chung là cái phần này các bạn cứ làm nhiều lên rồi các bạn sẽ quen nha. Cuối cùng thì các bạn sẽ vào cái phần apps này, sau đó thì kéo xuống bên dưới chọn cho mình cái phần có cái biểu tượng thu âm như này ý. Nếu như các bạn muốn lồng cái giọng của người khác vào đọc cho mình nha, hoặc là kể chuyện cho mình chẳng hạn, các bạn sẽ ấn vào cái phần open ở đây để kích hoạt nếu như các bạn chưa sử dụng bao giờ nha. Đó thì ở đây các bạn sẽ ghi cái phần mà ở bên trên này là script, có nghĩa là các bạn sẽ mô tả xem là cái phần giọng nói ấy, người ta sẽ giúp các bạn đọc cái phần giọng như thế nào. Đó, còn ở đây nó có 28 cái ngôn ngữ ấy, thì các bạn có thể thử cái tiếng Việt của mình vào hoặc là kể bằng tiếng Anh cũng được nha. Tiếp theo cái phần speaker này là cái giọng đọc của người ta. Phần style ở đây thì là cái phong cách giọng đọc. Đó thì các bạn có thể tham khảo nha. Sau khi xong rồi thì các bạn sẽ ấn vào cái nút màu tím ở bên dưới là ok. Ngoài ra thì các bạn có thể ấn vào nút share này và sau đó ấn vào phần download, download cái phần video này về dưới dạng MP4 và ấn vào cái phần nút màu tím download này là ok. Sau đó thì các bạn sẽ tải lại cái video này lên trên CapCut hoặc là lên Canva hoặc là một vài những cái trình duyệt hoặc những cái công cụ hỗ trợ chỉnh sửa edit video ấy để các bạn sẽ lồng tiếng này hoặc là làm thêm những cái hiệu ứng khác. Rồi các bạn có thể là chèn nhạc hoặc là chèn những cái hiệu ứng vân vân vào để cho cái phần hoạt hình của mình ấy nó thêm sinh động hơn. Nếu video của mình hữu ích với bạn, đừng quên đăng ký kênh của mình và để lại cho mình một bình luận phía dưới để mình biết nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.